Cách để gỡ cài đặt bản cập nhật trên Android. Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách gỡ cập nhật ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bản Android. Chỉ một số điện thoại và ứng dụng cho phép bạn gỡ cập nhật ứng dụng. Hầu hết điện thoại và ứng dụng không có lựa chọn này. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ tính năng gỡ cập nhật và bạn muốn dùng phiên bản cũ hơn của ứng dụng, bạn sẽ phải cài đặt phiên bản cũ một cách thủ công bằng cách gỡ cài đặt phiên bản cũ từ nguồn thuộc bên thứ ba. Google khuyên bạn không nên cài đặt ứng dụng thông qua bên thứ ba vì đây là nguồn có thể chứa mã độc hoặc gây hại cho điện thoại của bạn. Qua bài viết này, bạn sẽ biết cách gỡ cài đặt ứng dụng và cài đặt phiên bản cũ không chính thức của ứng dụng nào đó trên điện thoại Android. Phương pháp 1. Gỡ cập nhật. 1. Mở ứng dụng Settings cài đặt. Đây là ứng dụng có biểu tượng bánh răng. Tùy thuộc vào chủ đề được sử dụng trên thiết bị Android mà ứng dụng này sẽ có biểu tượng hơi khác. Mặc dù vậy, tên của ứng dụng vẫn luôn là Settings. 2. Chạm vào Apps, ứng dụng. Đó là lựa chọn ở phía trên trình đơn Settings, bên cạnh biểu tượng khung với các ô vuông nhỏ. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả ứng dụng đã tải về và ứng dụng thuộc hệ điều hành. Trên phiên bản cũ hơn của Android, trình đơn này có tên là Apps. 3. Chạm vào biểu tượng 3 chấm. Đây là biểu tượng ở phía trên, góc phải. Với thao tác này, một danh sách lựa chọn sẽ xuất hiện trên màn hình. 4. Chạm vào Show System, hiển thị hệ thống. Đây là lựa chọn ở phía trên, trình đơn đang hiển thị và cho phép bạn xem các ứng dụng hệ thống được cài đặt sẵn trên thiết bị. 5. Chạm vào mật ứng dụng. Tất cả ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị Android được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Thao tác này sẽ cho bạn xem trang Application Info, thông tin ứng dụng. Bạn chỉ có thể gỡ cài đặt cập nhật của một vài ứng dụng được cài đặt sẵn trên một số điện thoại Android. 6. Chạm vào biểu tượng 3 dấu chấm. Đây là nút 3 chấm dọc biểu thị ở phía trên góc phải trang Application Info. Nếu không thấy nút này ở phía trên góc phải, bạn không thể gỡ cài đặt cập nhật. Trong trường hợp này, hãy xem phần 2 của bài viết để biết cách gỡ cài đặt ứng dụng và cài đặt lại phiên bản cũ không chính thức của ứng dụng đó. 7. Chạm vào Uninstall Updates, gỡ cập nhật. Bạn sẽ thấy thông báo hỏi về việc bạn có muốn gỡ bản cập nhật của ứng dụng hay không. 8. Chạm vào OK, ở bên dưới góc phải cửa sổ thông báo. Đây là thông báo xác nhận việc bạn muốn gỡ cập nhật. Như vậy, phiên bản ban đầu của ứng dụng sẽ được khôi phục. Bạn không thể trở lại phiên bản cũ gần nhất của ứng dụng. Phương pháp 2. Cài đặt phiên bản cũ hơn của ứng dụng trên hệ điều hành Android 8.0 và mới hơn. 1. APK Installer. Ứng dụng APK Installer chuyên cài đặt tập tin APK trên thiết bị Android. Hãy thực hiện các bước sau để tải và cài đặt APK Installer. Mở Google Play Store, nhập APK Installer vào thanh tìm kiếm, chạm vào APK Installer, chọn Install. 2. Tải về và khởi động Android Hardware Info. Trước khi tiếp tục, bạn cần tìm hiểu những thông số kỹ thuật phần cứng quan trọng của điện thoại Android để đảm bảo bạn tải phiên bản đúng của ứng dụng. Hãy thực hiện các bước sau để tải về và cài đặt Android Hardware Info. Mở Google Play Store, nhập Android Hardware Info vào thanh tìm kiếm, chạm vào Install, cài đặt bên dưới Android Hardware Info. Chạm vào Open, mở khi quá trình cài đặt hoàn tất. 3. Ghi chú phiên bản OS và DPI của điện thoại. Trên thẻ Device, thiết bị của Android Hardware Info, bạn sẽ xem phiên bản Android đang dùng trong phần OS Version, phiên bản OS, và DPI trong phần Software Density, mật độ phần mềm ở bên dưới. Phần DPI có liên quan đến kích thước màn hình của điện thoại. Tốt hơn hết, bạn nên viết lại những thông số này để không quên. 4. Chạm vào thẻ System, hệ thống trên ứng dụng Android Hardware Info. Bạn sẽ thấy thẻ này ở phần trên ứng dụng. 5. Ghi chú thông số CPU của thiết bị Android. Hai lựa chọn mà bạn nên chú ý tại đây là CPU Architecture, thông số CPU, và Instruction Set, bộ hướng dẫn. Từ hai phần này, bạn cần xem Android dùng bộ vi xử lý ARM hay x86
và bộ vi xử lý 32 bit hay 64 bit. Nếu các lựa chọn này có số 64 thì thiết bị của bạn đang có phiên bản 64 bit, và ngược lại nếu bạn không thấy 64. Nếu điện thoại của bạn có bộ vi xử lý 64 bit, bạn có thể chạy ứng dụng 32 bit mà không gặp sự cố, miễn là chúng đều cùng một loại ARM và x86. Nhưng điện thoại 32 bit không thể chạy ứng dụng 64 bit. Loại CPU quen thuộc nhất của dòng máy Android là ARM64. 6. Xóa ứng dụng mà bạn muốn gỡ bản cập nhật mới. Trước khi cài đặt phiên bản cũ của ứng dụng, bạn sẽ phải xóa ứng dụng. Bạn nên ghi lại phiên bản hiện tại của ứng dụng để có thể cài đặt phiên bản cũ gần nhất. Các bước xóa ứng dụng như sau. Mở ứng dụng Settings cài đặt. Chạm vào Apps and Notifications, ứng dụng và thông báo, hay Apps, ứng dụng trên thiết bị Samsung Galaxy. Chạm vào ứng dụng, chạm vào Force Stop, dừng lại, chạm vào Uninstall, gỡ cài đặt. 7. Cho phép APK Installer cài đặt ứng dụng từ Unknown Source, nguồn chưa biết. Hãy thực hiện các bước sau đây để cho phép APK Installer cài đặt ứng dụng từ Unknown Source. Mở ứng dụng Settings, chạm vào Apps and Notifications, chạm vào biểu tượng 3 chấm dọc ở phía trên góc phải, chạm vào Special Access, truy cập đặc biệt, chạm vào Install Unknown Apps, cài đặt ứng dụng chưa biết, chạm vào APK Installer, chạm vào thanh trượt bên cạnh, Allow from this source, cho phép từ nguồn này. 8. Truy cập trang web http://www.apkmirror.com bằng trình duyệt web. Mở trình duyệt di động và truy cập trang APK Mirror chính thức. 9. Chạm vào biểu tượng kính lúp để nhập tên của ứng dụng cần xử lý. Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc phải trang. Ứng dụng APK Mirror có phiên bản hiện tại và cũ hơn của nhiều ứng dụng phổ biến, mà bạn chỉ cần tìm ứng dụng muốn tải về. Nếu bạn không tìm được phiên bản nào đó, hãy thực hiện như sau. Chạm vào thẻ Apps, ứng dụng. Chạm vào tên của ứng dụng. Vuốt xuống đến phần All Version, tất cả phiên bản, được liệt kê theo thứ tự mới nhất đến cũ nhất. Chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống bên cạnh phiên bản mà bạn muốn tải về. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống ở bên phải, cạnh phiên bản của ứng dụng cần tải về. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang tải về. 11. Chạm vào See Available APKs, xem những APK có sẵn và chạm vào phiên bản phù hợp với điện thoại. Tại phần Download, tải về, bên dưới cột Variant số, bạn sẽ chọn phiên bản phù hợp với thông số điện thoại mà bạn đã ghi chú trước đó. Nếu phiên bản có ghi ARM, thì đó là phiên bản 32 bit, còn ARM64 là phiên bản 64 bit. Nếu điện thoại của bạn dùng bộ vi xử lý 64 bit, bạn có thể chạy ứng dụng 32 bit mà không lo gặp sự cố, miễn là chúng đều cùng một loại ARM và x68. Nhưng điện thoại 32 bit thì không thể chạy ứng dụng 64 bit. Nếu không có phiên bản nào phù hợp với thông số DPI của thiết bị, bạn nên chọn phiên bản No DPI, không DPI, vì lựa chọn này thường cho kết quả hiển thị vừa vặn với mọi kích cỡ màn hình. 12. Vuốt xuống và chọn Download APK, tải về APK. Đó là nút ở bên dưới màn hình. Khi quá trình tải tập tin hoàn tất, bạn sẽ được yêu cầu mở thư mục hoặc mở tập tin. Sẽ hiệu quả hơn nếu như bạn mở tập tin trong thư mục My Files, tập tin của tôi. Chọn OK nếu bạn nhận được thông báo xác nhận việc muốn tải về loại tập tin này. 13. Mở ứng dụng My Files. Đây là ứng dụng quản lý tập tin mặc định trên thiết bị Android. Trên hầu hết thiết bị Android, bạn có thể tìm ứng dụng này trong ngăn ứng dụng. Trên một số thiết bị Android, ứng dụng này còn có tên là Files, tập tin. Trên thiết bị Samsung Galaxy, bạn có thể tìm ứng dụng này trong thư mục Samsung tại ngăn ứng dụng. 14. Mở thư mục Download, tải về trong ứng dụng File Manager, quản lý tập tin. Đây là nơi lưu trữ tất cả ứng dụng mà bạn đã tải về từ Internet. Thiết bị Samsung Galaxy cũng có thư mục Installation Files, tập tin cài đặt, dành cho tập tin APK. Bạn có thể tìm tập tin APK tại đây hoặc trong thư mục Download. 15. Chạm vào tập tin APK của ứng dụng mà bạn muốn cài đặt. Tất cả tập tin APK đều có đuôi .apk.
16. Chạm vào ứng dụng APK Install và chạm vào Always luôn luôn. Trong lần đầu tiên mở tập tin APK, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc muốn chọn chương trình để mở tập tin. Chạm vào biểu tượng ứng dụng APK Installer và chọn Always bên dưới màn hình. 17. Chạm vào Install, cài đặt. Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải màn hình cài đặt. Ứng dụng sẽ khởi động sau khi được cài đặt. Trong lần đầu tiên khởi động, ứng dụng sẽ yêu cầu truy cập các tính năng khác nhau trên điện thoại. Chạm vào Allow, cho phép, để cho phép ứng dụng truy cập tính năng cần thiết. Phương pháp 3. Cài đặt phiên bản cũ hơn của ứng dụng trên hệ điều hành Android 7.0 và cũ hơn. 1. Tải về và khởi động Droid Hardware Info. Trước khi tiếp, bạn cần tìm hiểu những thông số kỹ thuật phần cứng quan trọng của điện thoại Android để đảm bảo bạn tải phiên bản đúng của ứng dụng. Hãy thực hiện các bước sau để tải và cài đặt Droid Hardware Info. Mở Google Play Store, nhập Droid Hardware Info vào thanh tìm kiếm. Chạm vào Install, cài đặt bên dưới Droid Hardware Info. Chạm vào Open, mở khi quá trình cài đặt ứng dụng hoàn tất. 2. Ghi chú phiên bản OS và DPI của điện thoại. Tại thẻ Device, thiết bị của Android Hardware Info, bạn sẽ xem phiên bản Android đang dùng trong phần OS Version, phiên bản OS và DPI trong phần Software Density, mật độ phần mềm ở bên dưới. Phần DPI có liên quan đến kích thước màn hình của điện thoại. Tốt hơn hết, bạn nên viết lại những thông số này để không quên. 3. Chạm vào thẻ System, hệ thống, trên ứng dụng Droid Hardware Info. Bạn sẽ thấy thẻ này ở phía trên ứng dụng. 4. Ghi chú thông số CPU của thiết bị Android. Hai lựa chọn mà bạn nên chú ý tại đây là CPU Architecture, thông số CPU, và Instruction Set, bộ hướng dẫn. Từ hai phần này, bạn cần xem Android dùng bộ vi xử lý ARM hay x86 và bộ vi xử lý 32-bit hay 64-bit. Nếu các lựa chọn này có số 64, thì thiết bị của bạn đang có phiên bản 64-bit, và ngược lại nếu bạn không thấy 64. Nếu điện thoại của bạn có bộ vi xử lý 64-bit, bạn có thể chạy ứng dụng 32-bit mà không gặp sự cố, miễn là chúng đều cùng một loại ARM và x86. Nhưng điện thoại 32-bit thì không thể chạy ứng dụng 64-bit. Loại CPU quen thuộc nhất của dòng máy Android là ARM64. 5. Xóa ứng dụng mà bạn muốn gỡ bản cập nhật mới. Trước khi cài đặt phiên bản cũ của ứng dụng, bạn sẽ phải xóa ứng dụng. Bạn nên ghi lại phiên bản hiện tại của ứng dụng để có thể cài đặt phiên bản cũ gần nhất. Các bước xóa ứng dụng như sau. Mở ứng dụng Settings, cài đặt. Chạm vào Apps, ứng dụng. Chạm vào ứng dụng. Chạm vào Force Stop, dừng lại. Chạm vào Uninstall, gỡ cài đặt. 6. Cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn chưa biết. Để cài đặt phiên bản cũ hơn của ứng dụng, bạn phải cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng từ nguồn chưa biết. Hãy thực hiện các bước sau để cho phép việc cài đặt ứng dụng từ nguồn chưa biết. Mở ứng dụng Settings, cài đặt. Chạm vào Lock Screen and Security, màn hình khóa và bảo mật. Chạm vào thanh trượt bên cạnh, Unknown Source, nguồn chưa biết. 7. Truy cập vào trang web https://www.apkmirror.com bằng trình duyệt web. Mở trình duyệt di động và truy cập trang APK Mirror chính thức. 8. Chạm vào biểu tượng kính lúp để nhập tên của ứng dụng cần xử lý. Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc phải trang. Ứng dụng APK Mirror có phiên bản hiện tại và cũ hơn của nhiều ứng dụng phổ biến và bạn chỉ cần tìm ứng dụng muốn tải về. Nếu bạn không tìm được phiên bản nào đó, hãy thực hiện như sau. Chạm vào thẻ Apps, ứng dụng. Chạm vào tên của ứng dụng. Bước xuống đến phần On Version, tất cả phiên bản được liệt kê theo thứ tự mới nhất đến cũ nhất. Chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống bên cạnh phiên bản mà bạn muốn tải về. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống ở bên phải, cạnh phiên bản của ứng dụng cần tải về. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang tải về. 10. Chạm vào See Available APKs, xem những APK có sẵn và chạm vào phiên bản phù hợp với điện thoại. Tại phần Download, tải về, bên dưới cột Variants, số, bạn sẽ chọn phiên bản phù hợp với thông số điện thoại mà bạn đã ghi chú trước đó. Nếu phiên bản có ghi ARM
khi đó là phiên bản 32 bit, còn ARM64 là phiên bản 64 bit. Nếu điện thoại của bạn dùng bộ vi xử lý 64 bit, bạn có thể chạy ứng dụng 32 bit mà không lo gặp sự cố, miễn là chúng đều cùng một loại ARM và x86. Nhưng điện thoại 32 bit không thể chạy ứng dụng 64 bit. Nếu không có phiên bản nào phù hợp với thông số DPI của thiết bị, bạn nên chọn phiên bản No DPI, không DPI, vì lựa chọn này thường cho kết quả hiển thị vừa vặn với mọi kích cỡ màn hình. 11. Vuốt xuống và chọn Download APK, tải về APK. Đó là nút ở bên dưới màn hình. Khi quá trình tải tập tin hoàn tất, bạn sẽ được yêu cầu mở thư mục hoặc mở tập tin. Sẽ hiệu quả hơn nếu như bạn mở tập tin trong thư mục My Files, tập tin của tôi. Chọn OK khi bạn nhận được thông báo xác nhận về việc muốn tải về loại tập tin này. 12. Mở thư mục tải về và chọn ứng dụng vừa được tải về. Trên nhiều điện thoại Android, bạn sẽ mở ứng dụng Download tải về trong ngăn ứng dụng, hoặc mở ứng dụng Files tập tin hay My Files tập tin của tôi, rồi chọn thư mục Download. Bước cuối cùng là tìm và chọn tập tin APK đã tải về. 13. Chạm vào Install, cài đặt. Ở bên dưới, góc phải màn hình cài đặt, đây là thao tác cài đặt ứng dụng. Ứng dụng sẽ khởi động sau khi được cài đặt. Trong lần đầu tiên khởi động, ứng dụng sẽ yêu cầu truy cập các tính năng khác nhau trên điện thoại. Hãy chạm vào Allow cho phép để cho phép ứng dụng truy cập tính năng cần thiết. Cảnh báo: ứng dụng từ những nguồn bên ngoài Google Play Store có thể chứa virus, mã độc hoặc dữ liệu khác gây hại cho điện thoại của bạn nếu không được cài đặt đúng cách. Hãy thận trọng khi bạn cài đặt tập tin APK từ nguồn không chính thức.